Clip ngắn này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tham gia trải nghiệm Sun AirDrop đối với cả một dự án rất là hot thời gian vừa qua. Và gần đây thì mới có thêm thông tin về hợp tác cũng như là dự án chuẩn bị listing cái đồng coin ở trên các nền tảng sàn sách đó. Đây là một dự án được chờ đón rất nhiều bởi vì gọi vốn tổng khoảng tầm 400 triệu. Vậy nên chúng ta không nên bỏ qua clip này nhé. Bởi vì trải nghiệm ở trong clip mình hướng dẫn cho mọi người thì hoàn toàn miễn phí, chỉ vài token mà thôi, kể cả mainnet nhá. Anh em nhớ xem hết clip và thực hiện ngay sau khi mình kết thúc clip nhá. Hello anh em, welcome mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Ok, và những ngày vừa qua thì chúng ta đã bắt đầu rầm rộ lại cái thông tin về cái dự án mang tên là đồng coin Hồi giáo, mọi người nghe rất là quen đúng không? Có một số anh chị em chúng ta chưa quen ấy thì mình sẽ điểm qua một chút về cái đồng coin Hồi giáo này nhá. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ sâu qua cho mọi người một chút về cái thông tin Twitter chính thức của dự án. Hiện tại thì đang có 1,3 triệu người follow đó và dự án này thì đang được chú ý đến khá là nhiều luôn. Đặc biệt ấy, thì cái dự án này, cái dự án của Islamic Coin ấy, thì nó đang chạy trên cái mạng lưới mang tên là Hub Network nha anh chị em. Và cái Hub Network ở đây thì sẽ là cái mạng lưới hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm. Và hiện tại thì cái dự án này cũng đang có một cái sàn đó anh chị em, cái sàn giao dịch sàn sách đó, và đang cho chúng ta có thể đăng ký hoàn toàn miễn phí và nhận được token. Mỗi một tài khoản thì mọi người có thể nhận được từ 20 thậm chí lên đến là 1.000 đồng đó sau khi mà chúng ta đăng ký cũng như là giới thiệu bạn bè. Thì anh em có thể xem hết clip và chúng ta có thể thực hiện làm ngay nhá. Còn đây sẽ là cái lộ trình của dự án nhá. Dự án này thì cũng đã gọi vốn được khoảng tầm 200 triệu thời gian khoảng năm 2021 nhá. Còn nâng số vốn gọi vốn khoảng tầm 400 triệu đó. Anh em có thể xem thông tin đó ở trên nền tảng của Coinbase. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy rằng hiện tại thì đang có hai cái đối tác, đó là ABO Digital và một cái đối tác nữa, họ đang đầu tư 200 triệu đô la cho cái vòng gọi vốn này đây. Và cái số vốn này thì là một con số cũng rất là lớn nha anh chị em. Chúng ta sẽ cùng xem qua một chút hiện tại cái đồng Islamic Coin đó nó sẽ có tác dụng gì khi mà nó đang được gọi là một cái đồng coin Hồi giáo. Và anh em biết rồi, khi một cái đồng coin nào đó mà liên quan đến đặc biệt đối với cả Hồi giáo, các cái chính sách của họ rất là nghiêm ngặt. Về cái thông tin token ấy, anh em sẽ đọc trong white paper giúp mình nhé. Đó, cái thông tin white paper thì sẽ có trên website chính thức của dự án. Anh em đọc thì sẽ hiểu hơn về cái token này hiện tại đang sử dụng ở trong cái hệ sinh thái của Islamic Coin ấy, nó là cái mục đích gì. Còn về lộ trình anh em sẽ nhìn ở đây giúp mình. Lộ trình hiện tại, thời gian gần đây mình mới lên clip cho anh em bởi vì cũng khá là nhiều người đang quan tâm. Cái thứ hai nữa đó là lộ trình roadmap của dự án thì vào khoảng thời gian tháng 9 nha anh chị em. Đó, ngày mùng 1 tháng 9 thì cái đồng Islamic Coin sẽ bắt đầu chính thức niêm yết, đó, chính thức ra mắt ở trên các nền tảng sàn giao dịch. Và họ sẽ bắt đầu cho quá trình đó là đúc cái đồng Islamic Coin cũng như là hỗ trợ NFT này hoặc là nhận dạng phi tập trung token ERC-20 nha anh chị em. Nói về hiện tại đồng coin này thì hệ sinh thái đang triển khai ở trên hệ sinh thái của Cosmos nhé. Còn đây sẽ là partner của dự án nha anh chị em. Còn về thông tin đội team dev của dự án thì thôi không cần phải nói nữa anh chị em ạ. Có thông tin liên quan đến hoàng gia rồi mọi thứ luôn á. Nói chung đội team dev khá là giàu và có nhiều kinh nghiệm ở trong lĩnh vực đầu tư tài chính á. Anh em đọc đây giúp mình nhé. Còn thông tin về CEO của dự án đây, ông này cũng có khá là nhiều kinh nghiệm nha anh chị em, cũng như là kỹ sư về khoa học máy tính với hơn 18 năm kinh nghiệm đó. Cho nên nhà đầu tư khá là bullish đối với cả việc đầu tư vào trong cái dự án Islamic Coin này đây. Ok, và quay trở lại thì mình sẽ điểm qua cho mọi người một chút về cái đồng Islamic Coin trong hệ sinh thái của nó thì sẽ làm cái gì nhá. Và như thường lệ, anh em cảm thấy clip của mình hữu ích nhớ thả cho mình một like cũng như là subscribe kênh YouTube và nhấn vào thông báo lên nhá để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Và đồng hành với chúng ta trong clip hôm nay có nền tảng của sàn Privity nha. Privity hiện tại đang diễn ra một cái event mới hoàn toàn khoảng thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Cái số lượng nhận cũng sẽ là có hạn thôi nha. Mọi người sẽ nhận được tối đa đó là 400 đô la, gồm có hai sự kiện tất cả đó. Sự kiện đầu tiên mọi người chỉ cần đăng ký tài khoản link đối tác ở phần mô tả video thôi thì mọi người sẽ nhận được tối đa là 250 đô la nha anh chị em. Vừa rồi thì mình có nạp thử 500 đô la và cũng đã nhận được 125 đô la bonus đó. Lát mình sâu qua cho mọi người xem luôn. Đó, các cái mốc nạp đây là 100 đô mọi người nhận được 25 đô la và 1.000 đô la mọi người sẽ nhận được 250 đô la. Nhưng mà anh em lưu ý giúp mình cái số tiền bonus này thì để cho mọi người có thể trading và lời rút về nha, chứ không phải là số tiền này rút thẳng về ví đâu. Như vậy thì chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần đi chít tài khoản thôi thì không mà giàu to đúng không anh chị em. Đó, đặc biệt thì anh em sử dụng cái số tiền đó mọi người trading ấy, cái volume giao dịch đạt được 50.000 đô la mọi người sẽ được bonus tiếp tục đó là 50 đô la nha anh chị em. Ngoài ra thì hàng tuần sẽ diễn ra sự kiện tuần đó, nhận lên đến 175 đô la chia cho 3 người thì anh em có thể cập nhật thông tin đó trên nền tảng Telegram giúp mình. Còn cái giao diện chính của sàn thì sao? Đây sẽ là cái giao diện của sàn Privity nha anh chị em. Với cái mục trade ấy, thì hiện tại sàn mới cập nhật thêm cái mục đó là Crypto Future đó anh chị em. Sàn này thì chuyên về đòn bẩy và anh em chỉ cần tạo một tài khoản thôi, mọi người vừa có thể trade về chứng khoán Forex và cả crypto trên một tài khoản đó nha, không cần phải KYC luôn đó. Về vấn đề nạp rút ấy, thì hiện tại sàn nó hỗ trợ đầy đủ tất cả nền tảng blockchain chúng ta đang sử dụng quen thuộc như ERC-20, TRC-20 hoặc là BEP20 nha. Anh em muốn nạp USDT từ các nền tảng sàn tập trung như Binance, OKX ấy, thì anh em có thể click vô cái mục tiền gửi ở trong USDT nha anh chị em. Đó, trong đó thì sẽ hỗ trợ cho người chúng ta có thể nạp trực tiếp bằng mạng lưới TRC-20 cho rẻ nha. Ok, và anh em sẽ nạp vô các cái mốc vừa rồi mình show qua cho anh em ở trên nền tảng của Telegram đó, và mọi người sẽ click cho một cái mục là mã quảng cáo nhé. Đó, các cái mốc đó thì mọi người nhớ giúp mình làm theo các bước nhá. Mình sẽ show lại cho anh em này.
Đầu tiên bọn em sẽ đăng ký cái link đối tác này, sau đó thì anh em sẽ nạp tiền vô và anh em sẽ nhắn tin cho bạn admin nhé. Bạn này sẽ là admin của Privity và đang hỗ trợ trực tiếp cho kênh YouTube của mình. Số lượng chỉ có hạn thôi, cho nên anh em có thể tranh thủ cũng được nha. Chúng ta có thể lấy số tiền đó để trading và lời anh em có thể rút được về nha anh chị em. Đó. Ở đây thì mọi người sẽ vào trong cái mục này nha anh chị em. Mọi người sẽ nhìn thấy cái biểu tượng bốn cái ô này và click vô cái mục là mã quảng cáo đó và họ sẽ gửi cho bạn cái code nha anh chị em. Mọi người sẽ nhập giúp mình cái code đó vô đây và mọi người sẽ thấy đây, mình nạp vô 500 đô la và đang có code đó là 125 đô la. Tổng tài sản của mình hiện tại đang khoảng tầm hơn 628 25 đô la gì đó luôn anh chị em. Ở trong cái mục trade ở đây thì hiện tại đang có mục trade về Global Market á, thì sẽ gồm có cả chứng khoán Forex, cả vàng và cả crypto luôn nha anh chị em. Đó, với cái giao diện thì mình đã hướng dẫn cho mọi người trước đó trong các clip trước rồi, mình lát nữa sẽ update cho mọi người thông tin clip đó nhé. Còn ở đây sẽ là cái mục mới của sàn á. Trong mục crypto ở đây thì sàn cũng sẽ hỗ trợ các cái lệnh rất căn bản nhất như là market, limit, stop loss, OCO đó anh chị em. Và trong cái mục ở đây thì đang hỗ trợ các cái loại đòn bẩy thì sẽ dựa theo volume nha anh chị em. Hiện tại đang mắc là X200 đó, buy hoặc sell, cái này rất là quen thuộc đối với cả anh em rồi đó, anh em có thể set up lệnh ở đây luôn nha. Còn nếu mà anh em người mới muốn tìm hiểu về trải nghiệm rõ ràng nhất thì mọi người sẽ lên kênh YouTube mình và gõ đó là Privity nha, thì sẽ sang ngay clip đó là claim gấp 75 đô la cách đây khoảng tầm 3 tháng đó. Anh em xem lại clip của mình thì sẽ hướng dẫn cho mọi người đầy đủ trải nghiệm luôn. Còn vấn đề rút tiền của sàn thì anh em lưu ý giúp mình nhé, sẽ có khoảng thời gian rút đó, để tránh trường hợp cheat cũng như là về rửa tiền đó. Cho nên là anh em nếu mà thực hiện lệnh trước khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ cùng ngày thì tiền sẽ về luôn trong ví của mọi người. Ví dụ chuyển về Binance thì sẽ về Binance trong khoảng thời gian đó nha anh chị em. Còn nếu mà anh em thực hiện lệnh trong khoảng thời gian đó và sau khoảng thời gian đó thì tiền sẽ về ngày hôm sau, anh em yên tâm nha. Ok, và sàn này hiện tại cũng đã có mặt trên 152 quốc gia rồi, có app trên nền tảng của iOS, Android cho người trải nghiệm luôn. Không mất thời gian của anh em nữa thì ngay sau đây chúng ta sẽ vào trong trải nghiệm đối với cả dự án Islamic Coin nhé. Islamic Coin ấy, thì cái dự án này nó là một cái loại tiền điện tử gọi là đồng coin Hồi giáo đó anh chị em, và nó sẽ tuân thủ theo cái quy luật của Hồi giáo, nó sẽ có một quy định mang tên là Sharia nha anh chị em. Và chủ yếu cái đồng Islamic Coin ấy sẽ dành riêng cho Hồi giáo và đặt mục tiêu ngang hàng đối với cả Bitcoin, đấy là cái mục tiêu của họ, cũng như là cái đồng coin này chủ yếu thì để làm cho từ thiện đó, đó là cái định hướng nha anh chị em. Còn hiện tại họ vẫn đang vận hành hệ sinh thái như là một cái đồng coin bình thường như bên ngoài mà thôi nha. Vòng gọi vốn vừa rồi mình sâu qua cho anh em rồi, và sẽ có một cái thông tin nữa đến từ đồng sáng lập của dự án á, là họ sẽ sử dụng cái tài sản phổ biến mới này và chỉ cần 3 đến 4% người Hồi giáo sử dụng cái đồng Islamic coin thôi thì vốn hóa của cái đồng coin này tăng trưởng cực kỳ là mạnh. Bởi vì anh em biết hiện tại theo thông tin white paper của dự án cung cấp nhá, và anh em khi mình nhìn thấy về tham vọng của họ đối với cả trong cộng đồng Hồi giáo thì mọi người sẽ thấy rằng nhá, Hồi giáo sẽ là một cái tôn giáo rất là lớn, có khoảng tầm 2 tỷ dân trên toàn thế giới nha, và người Hồi giáo thì chiếm ở trên 47 quốc gia đó. Ok, và anh em có thể đọc thêm những thông tin khác ở đây nó liên quan như nào đó đến tiền điện tử và thông tin sử dụng cái đồng Islamic coin ở trong cộng đồng của Hồi giáo đó. Và theo thông tin sơ bộ của dự án cung cấp ấy thì cái đồng Islamic coin sẽ là một cái đồng token ở trong hệ sinh thái quản trị đó là HAQQ, lát nữa đây chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm nha. Và nó chạy trên cơ chế đó là Proof of Stake POS đó. Nó khá là giống đối với cả ETHW hoặc ETH hoặc là Bitcoin đúng không anh em, ETH phiên bản cũ đó. Và theo thông tin token nó mới của cái dự án này ấy, thì cái đồng Islamic coin đang có tổng cộng là 100 tỷ token nhé. Và 100 tỷ token ở đây thì cứ mỗi 2 năm tỷ lệ lạm phát của cái đồng Islamic coin sẽ giảm xuống 5%. Và ban đầu phát hành sẽ là khoảng tầm 20 tỷ nhé. Nói chung ngày 1 tháng 9 sắp tới thì anh em sẽ biết được cái thông tin niêm yết của cái dự án này. Và CEO của dự án thì hiện tại cũng đã công bố cái thông tin về cái token này sẽ sử dụng ở trong hệ sinh thái như là để thanh toán này, để quản lý mạng, để đầu tư và trả phí giao dịch qua mạng nha. Cũng như là một trong những tiêu chí quan trọng nhất đưa tiến bộ công nghệ và thân thiện hơn đối với cả cộng đồng của Hồi giáo. Và 10% cái số tiền phát hành của cái token đó sẽ được chuyển đến cái quỹ DAO đó, sẽ có cái thông tin về quỹ DAO đó. Đây anh em có thể đọc trên Twitter chính thức của dự án có đây nha anh chị em. Và cái quỹ này đây thì họ sẽ sử dụng và đầu tư cho các hoạt động mạng lưới Hồi giáo và cống hiến cho các tổ chức từ thiện ở trong Hồi giáo nhá. Ok, và ngoài ra thông tin thì khá là nhiều đó. Nói chung dự án này thì cộng đồng lớn cũng như là đội team dev thì rất là giàu. Còn về thông tin chúng ta trải nghiệm thì sao? Chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm ngay sau đây. Về cái dự án chúng ta trải nghiệm ngày hôm nay chính là cái dự án HQX nhé, HAQQ đó mọi người. Và dự án này hiện tại đang có cái sàn nhé, anh em sẽ đăng ký sàn, anh em chỉ cần đăng ký cái link ở dưới phần mô tả video đó, thì ở đây anh em sẽ điền first name, last name này và sau đó sẽ là email cũng như là mật khẩu thôi, chọn I agree và chọn continue. Nó sẽ gửi cho mọi người một cái kích hoạt ở trên mail đó, anh em sẽ vào trong mail và kích hoạt cái đường link là xong nha. Và sau khi mà đăng ký xong thì giao diện của nó sẽ hiển thị đơn giản như vậy thôi. Sắp tới thì nó sẽ update và nó sẽ có airdrop trực tiếp cho mọi người luôn. Những ai mà chúng ta đăng ký xong thì mới sẽ nhận được 20 cái đồng Islamic coin. Và đồng thời như vậy mọi người có thể là giới thiệu bạn bè nhé. Nhận lên đến là bao nhiêu đây? 1.000 đồng nha. Đó thì anh em có thể nhìn thấy rằng là hiện tại chúng ta đăng ký xong thì sẽ hiển thị cái thông tin IP và cái địa chỉ cũng như là các cái thiết bị của mọi người, nó hiển thị hết trên này luôn. Cho nên là việc chúng ta mà cheat tài khoản thì mọi người phải cân nhắc về vấn đề đó nha. Ok, đó là thông tin liên quan đến cái sàn nhé, cái sàn của cái dự án HAQQ đó, là cái dự án hiện tại chính bằng chính của Islamic Coin đang chạy trên nha.
chúng ta sẽ đến với cả trải nghiệm của cái dự án như Tsunami Coin. Không, những trải nghiệm nó không có gì gọi là quá nhiều đâu, không có gì khó khăn đâu, chúng ta chỉ vòi token thôi là xong nhá. Đầu tiên để vòi token thì anh em sẽ cần vào website thứ hai mang tên là testnet này, hai hqi network nha. Những thông tin khác liên quan đến về dự án đó mọi người đọc thêm giúp mình nhé, bởi vì ở trong clip này chủ yếu hướng dẫn cho mọi người tham gia trải nghiệm mà thôi, và đây thì mọi người kết nối ví thôi và nó sẽ tự add vô cho mọi người một cái mạng mới nhé. Mọi người sẽ click vào bậc mục đó switch chain đó, nó chuyển cho mọi người sang một cái mạng mới và đây sẽ là mạng testnet nhé. Đối với cả dự án này đây thì anh em sẽ cần phải trải nghiệm trên hai mạng, đó là testnet và mainnet của nó luôn, nó có cả mainnet nha. Anh em sẽ cần phải đăng ký đối với cả GitHub nữa, login đó, để có thể void token đó, và nó sẽ hiển thị ra cái mục đó là false test đó, thì anh em có thể claim token về trên ví của anh em. Tuy nhiên thì nó đang bị lag sau đó mãi chưa có, thì anh em có thể là tiếp tục vào trong Discord của dự án nhé. Đây sẽ là thông tin Discord của dự án, mình có để hết ở phần mô tả video đó, và đây thì anh em sẽ chọn cho bậc mục gọi là verify nhé. Verify xong thì nó sẽ hiển thị ra cái điện như vậy luôn, anh em kéo từ trên xuống dưới ở mục cuối cùng, anh em sẽ click vào cái mục false accept nhé, chọn verify giúp mình này đó, và chọn verify trên captcha thôi, click vô here này, anh em sẽ login đối với cả Discord giúp mình ở trong mục này nhé đó, chọn kết nối ví rồi chọn xác nhận cái duyệt thôi nhé, để nó có thể là kết nối với cả Discord của anh em ở trên nền tảng của captcha đó. Thực ra cái này thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều rồi đó, anh em có thể click vô lại cái đường link ở đây này. Ok, sau khi mà chọn xong thì chọn vô verify nhé, đây nó hiển thị verify này, và giữ nha anh chị em, chúng ta click vô đây và giữ nhé, chọn tông phải người máy và giữ vào cái chú mục verify cho nó cái đường nó chạy hết nha anh chị em. Đây này, đây, mọi người thấy chưa? Ok, và như vậy thôi là chúng ta đã hoàn thành xong verify. Chúng ta sẽ quay trở lại Discord của dự án nhé, nó sẽ hiển thị ra một file set ở đây, đó là như vậy chúng ta đã verify xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải void token đúng không, anh em sẽ copy địa chỉ ví giúp mình nhé, vừa rồi chúng ta mới add mạng đó là mạng testnet thôi, lát ở đây mình sẽ dẫn cho mọi người chúng ta add mạng mainnet nhé. Em sẽ gõ cú pháp đó là false test, nhớ là gõ đúng nó false test này, và gõ là từ test nha, và anh em sẽ lưu ý giúp mình ở mục này này, bởi vì chúng ta mỗi một lần void thì sẽ mất khoảng tầm 24 giờ mới void tiếp theo được, có nghĩa là nếu mà chúng ta trải nghiệm hai mạng đó là mainnet và testnet thì mọi người sẽ cần phải làm hai ví, một ví mọi người sẽ void cái mạng testnet và một ví mọi người sẽ void mạng mainnet, và ngày hôm sau mọi người làm ngược lại như vậy nhá. Đây này, đó mình sẽ chọn void ở cái mạng test nhé, vừa rồi mình void ở bên mạng main rồi. Ok, và nó sẽ gửi ngay cho mọi người đây, nó sẽ có cái mục ở trong Explorer đó để sẽ check cho chúng ta là đã gửi luôn token nhé, còn mọi người gõ sai cú pháp ấy thì sẽ không có đâu nha, và anh em có thể kiểm tra ngay trong ví đó là mình đã có 10 cái đồng Islamic coin đây rồi. Bây giờ đây chúng ta sẽ add thêm cái mạng nữa, đó là mạng mainnet nhé, anh em sẽ vào trong checklist của mình này và gõ cái từ là HAQQ nhé, nó sẽ ra ngay cái mạng của rồi đó, chọn add vô này, đây sẽ là mạng mainnet nhé, chọn phê duyệt để ngày mai 24 giờ đó thì anh em sẽ tiếp tục đến cái mạng mainnet này đây. Ok, mình sẽ quay trở lại testnet để làm cho anh em trước nha, và anh em sẽ vào website tiếp theo đó là HAQQ đó, anh em kết nối ví MetaMask giúp mình nhé, đang để nguyên mạng testnet nha, thì anh em có thể trải nghiệm đồng thời hai ví ở trên mạng mainnet bên kia nữa nha. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc gọi là join và đăng nhập đúng không? Anh em sẽ click vô đây và sẽ nhìn thấy đó là testnet và mainnet đúng không? Đó, ở đây mọi người sẽ để nguyên testnet giúp mình và chọn staking thôi. Hiện tại thì đối với cả nền tảng này đang có hai cái mục đó staking và governance. Governance thì để cho chúng ta có thể voting đó. Ở trong mục staking thì anh em có thể lựa chọn một validator bất kỳ nhá. Ví dụ mình sẽ lựa chọn người này đây. Đó, và anh em sẽ có thể là click vào cái mục là Delegate này. Và anh em sẽ lựa chọn số lượng nhá. Ví dụ như là mình sẽ staking đó là 5 đồng đi, chọn là xác nhận ở trên ví thôi. Sau đó thì mọi người sẽ quay trở lại cái mục governance đó để chúng ta có thể là voting nhá. Nếu mà có vote nào hiển thị thì mọi người có thể là vote được thôi, còn nếu mà không có thì không vote được đâu nha. Anh em sẽ cần phải đợi khoảng thời gian khác có vote á. Nói chung đối với cả nền tảng này thì chỉ có hai cái mục đó là staking cũng như là governance thôi. Click sang mục là governance rồi thì anh em sẽ thấy rằng hiện tại đây thì đa phần là những dự án nó voting xong hết rồi. Anh em có thể đợi sang ngày mai nhá, hoặc là có thể buổi chiều gì có mà có đó, anh em có thể quay trở lại và có thể update ở dưới phần clip ở đây để những người khác chúng ta có thể là vào vote nhá. Nó hiện tại đây vote hết rồi anh chị em ạ. À, đó ok nhá, và như vậy là xong website này đây, anh em sẽ đến tiếp theo đó là cái mục chúng ta sẽ cần phải làm gì ra xe đó. Ra xe này đây thì mọi người chỉ cần làm nhiệm vụ thôi, chúng ta thăm website này và sau đó hoàn thành nhiệm vụ xong anh em sẽ claim được point cũng như là FG về nhá. Đấy, tương tự như vậy chỉ có hai nhiệm vụ đấy thôi nha anh chị em, nói chung chỉ làm nhiệm vụ xã hội rất là dễ và đơn giản, hầu như là mình đã hướng dẫn cho mọi người rất là dễ, do Discord là xong rồi. Và chúng ta sẽ đến với mục thứ ba, đó là mọi người sẽ cần phải join vào trong vui của dự án nhé. Đây sẽ là thông tin vui của dự án này, anh em sẽ join Discord giúp mình này, chọn connect ví này, MetaMask này. Đối với cả nhiệm vụ ở trong vui thì nó sẽ yêu cầu mọi người sẽ cần phải đổi Twitter như kiểu là trước đây chúng ta làm về kèo Arbitrum đó. Chúng ta sẽ cần phải đổi cái username, xin lỗi mọi người, cái thông tin name của mọi người hiển thị đó, trên Twitter nhé. Đó, đây, ok, hiện tại đây sẽ hiển thị thông tin đây nhé. Em có thể cả hoàn thành nốt cái mục đó là complete ở mục captcha để xác minh thêm nhé. Và anh em lưu giúp mình về trong cái mục là vui á, thì anh em nên đồng bộ mail ở trên Twitter cũng như là trên Discord của dự án nhé. Đó, anh em sẽ thấy rằng hiện tại đây, join vào trong thành viên là Unit đúng không? Chọn check này. Em sẽ đổi username giúp mình nhé. Đây, mình sẽ làm ví dụ cho anh em luôn nhé. Mọi người sẽ copy hai cái icon này này.
Ok nhé, sau khi mà copy xong thì anh em sẽ vào Twitter của mọi người nhé. Đối với cả anh em, nếu mà chúng ta đang là cái tích xanh á, cái Twitter có tích xanh thì khả năng mọi người làm hơi mất thời gian đó, bởi vì nó sẽ cần phải phê duyệt mà. Ok, và như vậy thôi, anh em sẽ connect đối với cả Twitter lại nhé, xem hiện tại đã xác nhận chưa. Nếu mà chưa xác nhận thì anh em sẽ đợi một khoảng thời gian ngắn thôi, thì nó sẽ xác nhận cho anh em nhé. Chọn Authorize ở trên Twitter thôi là xong. Đây nó sẽ yêu cầu cho mọi người, đó là trong cái mục bio của Twitter đó, mọi người sẽ cần phải có thêm một cái hashtag ở đấy nhá. Ok, và cuối clip thì mình sẽ tổng hợp lại đối với kèo này á. Đầu tiên thì anh em sẽ cần phải đăng ký cái sàn của HAQQ đó để có thể lấy được 20 cái đồng token, đó là Islamic Coin luôn, là cái đồng token chính của cái dự án Islamic đó. Và sau khi mà lấy token này rồi thì nó sẽ yêu cầu mọi người sẽ cần phải KYC sau này đó. Sau này sẽ mở KYC cho anh em nhé, ở trong cái mục này đây. Hiện tại như là tài khoản này của mình chưa được KYC đó. Và anh em KYC xong thì mọi người có thể là mua bán và rút được tiền ở trên các nền tảng sàn của nó. Nói chung nó khá là giống đối với cả cái dự án mình đã hướng dẫn cho anh em, đó là dự án Husky nhé. Đó, và sau khi mà chúng ta có cái đồng token rồi thì anh em có thể là mời bạn bè ở đây để có thể nhận thêm token nhé. Nhưng mà nói chung đối với cả một cái dự án hiện tại cũng đang khá là được promo về cộng đồng cũng như là thông tin về gọi vốn rất là ok đúng không, thì khả năng dự án đẩy giá cũng rất tốt. Nhưng mà với cái tổng cung đó là 100 tỷ token thì nói chung thì chắc khả năng là chúng ta làm thì nó sẽ không được nhiều về cái phần Islamic Coin ở trong mục đăng ký đâu, nhưng mà anh em cứ làm nhé, biết đâu được đâu. Còn cái mục về cái phần trải nghiệm để có thể nhận airdrop trong tương lai thì anh em cứ trải nghiệm tranh thủ làm ngay nhé, bởi vì dự án cũng chuẩn bị listing trên nền tảng của sàn sách vào ngày 1 tháng 9 sắp tới rồi, và ngày hôm nay sẽ là ngày 28 tháng 8 đó. Anh em tranh thủ làm trong khoảng thời gian còn cũng khá là ngắn. Và nhiều anh em sẽ hỏi rằng là hiện tại làm như vậy thì liệu có nhận được airdrop trong tương lai không, thì mình không trả lời được câu hỏi đó nhé. Hiện tại nó vẫn khá là mập mờ và không có gì rõ ràng cả, nhưng mà gọi vốn lớn như vậy cũng như là có cái lộ trình thông tin về testnet đó, anh em sẽ đọc lại giúp mình đây này đó, thì anh em cứ tranh thủ làm và biết đâu sẽ nhận được airdrop, thì đây cũng sẽ là một số tiền có thể là tương đối đó anh chị em, không nên bỏ qua một kèo rất là tiềm năng như vậy nha. Ok, vào cuối clip anh chị em nếu mà chúng ta cảm thấy clip hữu ích nhớ thả cho mình một like cũng như là subscribe kênh YouTube và nhấn bật thông báo lên để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Mọi nội dung ở trong clip chỉ là tham khảo thôi và không được xem là khuyên đầu tư nhé. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip sau.